đen cốc tính chuyện xưa kể lại ơi. Chuyện xưa còn lưu mãi tới giờ, có anh chàng xuyên cơn thua ấy. Ba mươi tuổi chưa lập gia đình ơi, ngày đêm mơ một mình vắng vẻ. Tiên cấp lên ngọc vang nàng mây, tin tức tầm về đây chăm sóc. Xin được chỉ ngũ sắc nàng mây ơi, ơn nàng chàng được dây chỉ đẻ. Chàng đê bụt xin chiết gốc bầu, mười ngày sau mọc mầm xanh lá. Ít lâu sau có quả bầu to, anh lên rừng tìm cây thước mộc, rủi thành mười hai lỗ xuyên ngang, mặc dây tờ ngân vàng thanh thoát. Làm thành đàn húc tinh tiếng then ơi, mười hai giây cất lên đàn hát. Ngày đêm gầy gốc vang đổi thông, dây một ngân lên đường bách hạc. Dây hai vòng nam bắc ngũ âm ơi, dây ba như tiếng ong co mật. Dây bốn ngân thanh thoát ngủ canh, dây năm ra thiên vẻ tang nằm. Dây sáu ngân ngũ sắc hoa xuân, dây bảy vòng than thân mai túc. Dây tám ngân cửu túc cười vui, dây chín ngân mọi người buồn bã. Dây mười ngân rời ra chân tay ơi, dây mười một như lời tiên nói. Dây mười hai như nhói ơi thương, then câm gầy đàn thương vui xu. Gầy ra thành câu nữ câu nam, gầy ra tiếng đàn loan hiệu dép. Tựa như tiếng đàn khắc so lè, rầm rập như tiếng ve tiếng trống. Mọi tiếng mọi nào nung tiếng phi ơi, ngọc vàng nghe tình duyên sự là. Sao có chuyện buồn bã thế này, sai người cắt bớt dây tương sinh. Còn ba giây để ti tiến trầm, để cho chàng cứu dân đổ thế.